Sáng ngày 14 tháng 12 năm 2022, tại nhà văn hóa thôn Nề Cắm, Công an xã Đồng Lương đã tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích, giết người, sử dụng pháo trái phép cho bà con nhân dân. Tại hội nghị, Công an xã Đồng Lương đã thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã trong thời gian qua, đồng thời tuyên truyền các quy định của pháp luật về tội phạm cố ý gây thương tích, giết người thông qua những vụ việc, vụ án điển hình. Tuyên truyền một số phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm như tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tội phạm trộm cắp, tội phạm cố ý gây thương tích, tội phạm giết người và các quy định của pháp luật để người dân biết phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm. Trong thời gian tới, Công an xã Đồng Lương tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt thực hiện công tác phòng ngừa, tăng cường công tác tuần tra, trong đó có tuần tra nhân dân, tuyên truyền sâu rộng để nhân dân nâng cao cảnh giác, tham gia đấu tranh tố giác với các loại tội phạm nói chung và tội phạm cố ý gây thương tích, giết người, thực hiện các biện pháp để ngăn chặn triệt để tình trạng buôn bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép. Để nhân dân hiểu, dễ nhớ, Công an xã đã thuyết trình bằng hình ảnh trực quan sinh động và phát tờ rơi để tóm tắt tình hình an ninh trật tự tại các khu vực kinh doanh trên địa bàn, tuyên truyền cảnh báo một số nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn làm phát sinh tội phạm giết người và tội phạm cố ý gây thương tích, công khai số điện thoại của Công an xã và Công an huyện để người dân và các cơ sở kinh doanh biết, kịp thời tiếp nhận và xử lý triệt để các vấn đề liên quan đến công tác an ninh trật tự xảy ra tại các khu vực kinh doanh tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự. Việc tổ chức hội nghị này nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ của nhân dân trong tố giác, đấu tranh với các hành vi vi phạm nói chung và tội phạm cố ý gây thương tích, giết người. Thông qua hội nghị, còn nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị ở cơ sở, sự đồng lòng, quyết tâm của các tầng lớp nhân dân, chủ động triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với tội phạm cố ý gây thương tích, giết người trên địa bàn xã nói chung và địa bàn các thôn bản nói riêng.